Từ ngày 15 đến ngày 25 tháng 4, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức 6 điểm cấp phát lương thực thực phẩm miễn phí dành tặng người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. 6 điểm cấp phát lương thực thực phẩm miễn phí gồm trường Trung học cơ sở Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, trung tâm y tế phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hội Chữ thập đỏ quận Cầu Giấy số 4 Phạm Hùng, Hội Chữ thập đỏ quận Thanh Xuân số 134 Quan Nhân, Hội Chữ thập đỏ quận Đống Đa số 5 ngõ 180 Nguyễn Lương Bằng và Ủy ban Nhân dân xã Kim Trung, huyện Đông Anh. Tại điểm trường Trung học cơ sở Đại Kim, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao hỗ trợ 225 người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Hà Nội bị ảnh hưởng sâu bởi dịch COVID-19 với tổng trị giá 225 triệu đồng. Bên cạnh đó, Hội cũng đã trao 15 suất quà trị giá 1 triệu đồng cho 15 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Ca, cơ sở Tân Triều, huyện Thanh Trì. Việc cấp phát lương thực thực phẩm miễn phí cho người dân của các cấp Hội Chữ thập đỏ đã góp phần giúp những người nghèo vơi bớt khó khăn trong cuộc sống.